con nhảy đi, các con. Ở ngoài không có tí cái que tăm nhọn nó chọc thủng của họ và họ bắt điện đấy nhá. Ăn xong mới vào vứt que tăm ra ngoài nhá, que tăm nhọn đấy à, không có không có là thủng đi là họ bắt điện đấy nhá. Đúng rồi, cái que tăm nhọn là không được mang vào đây. Thank you.
biệt các bác nha, các bạn nha.